Lão Khôi á, lão đang chìm đắm trong ái tình nên đi suốt. Mà lão tham lam đấy á, nhất định không nói chuyện ly hôn nữa. Bực cả mình rồi. Thôi, bỏ qua chuyện tao với Khôi ly hôn đi. Hôm trước. Alo, con nghe ạ? Anh không có ở nhà. Cũng có vài hôm anh bận nên là anh về muộn ạ. Cãi nhau ạ? Không ạ. Bọn con đâu cãi nhau gì đâu. Vâng ạ. Con sẽ để ý hơn ạ. Dạ, con chào mẹ. Vợ ơi. Dạ. Dạ mẹ bảo. Con nghe mẹ. Con gọi điện cho bà nội đúng không? Dạ vâng ạ. Thế con nói gì bà để bà gọi cho mẹ đây? Con nghe mẹ nói với cô Hạnh là bố mẹ muốn ly hôn nên con đã kể cho bà nội. Rồi ạ. Thế rồi bà nói sao nữa? Bà nói là bà sẽ xử lý ngay. Tờ sao không bao giờ nghe chuyện người lớn. Rồi nói lại anh tinh như thế nữa nhá. Bừa. Đi về phòng đi. Bác ạ. Cho tôi gặp con trai tôi. Anh ấy. Gọi thằng Khôi ra đây. Mẹ, sao mẹ lại đến đây ạ? Cháu mời bác vào nhà đã. Khỏi. Tôi không muốn bước vào chỗ không ra gì này. Bác ơi. Chưa đến lượt cô nói. Mà cô cũng không phải sợ đâu. Việc thằng con trai tôi nó gian díu với cô, trong khi nó có vợ con đàng hoàng tử tế, đấy là lỗi ở nó. Nhưng tôi cũng phải tự trách mình vì đã không biết dạy dỗ con. Đường quang không đi, đấm đầu vào bụi rậm. Thưa bác, cháu và anh Khôi. Cô yêu con trai tôi, sau đấy cô bỏ rơi nó để lấy chồng giàu. Và đến bây giờ cô ly dị, cô vẫy tay một cái, nó lại cum cúp gục đuôi nó đến với cô. Ngoài cái chuyện ngu dại của nó ra, tôi không còn gì để nói cả. Bây giờ tôi phải mang nhục là không biết dạy dỗ con mình. Mẹ. Im. Con trai tôi nó ngu xuẩn. Nó nhảy những hai lần xuống một vũng bùn. Cho nên bây giờ tôi đã phải cố gắng đi tìm nước giếng về để rửa sạch cho nó. Cho nó tỉnh ngộ ra. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ mang nó về dạy dỗ lại. Tôi sẽ dạy cho nó biết, thật thà thì mất lòng, thật lòng thì mất hết, mà người mất nết, đừng có mơ bước vào cửa nhà tôi. Mẹ đợi con ở dưới. Khôi, hôm nay nói chuyện với Hạnh, đại loại là anh có nói chuyện em anh sẽ ly hôn. Ai ngờ ông Voi nghe được. Báo cáo hết bà nội rồi. Lúc nãy mẹ gọi cho em đấy, thì là anh cẩn thận nhá. Em sợ mẹ qua nhà Yến đấy. Mẹ đến rồi. Thế nhá.